bóc bài để kiểm tra bài đi. Đây, tiền tao là tiền đẹp, chúng mày thèm chưa? Tiền thật, tiền đàng hoàng, chúng mày cất hết cái lẻ cho tao cái. Đấy, tiền như này, chúng mày đánh giống tao đây này. Tiền nào tờ nào tiền thật, đây ông kiểm tra có tờ nào tiền giả không? Cất hết tiền lẻ đi. Ông nào tiền giả không? Kiểm tra đi, bài đi. Anh đưa anh tiền như này, đẹp như này mà. Tiền nào cho được, mà ông quan trọng hóa vấn đề lên. Làm gì mà gớm thế, thích cất thì cất. Đây, kiểm tra bài đi, sao tí nó bịp bậm gì lại kêu này. Mày mấy con buồn nhỏ lẻ ngoài cái chợ. Bài phải kiểm tra đi. Lẻ đi, cất hết tiền lẻ đi. Cất thì cất. Ông là tiền giả không? Cất tiền lẻ đúng không? Đấy, cất luôn đây. Đấy. Tôi bỏ đây khổ. Tí nữa hết thì vài đây là đấy. Như mười nó đẹp. Thôi được rồi. Vài đồng được. Hết. Gà bao nhiêu đây? Gà 1 triệu thôi. Bánh mẹ 2 triệu. 2 triệu thôi. 2 triệu. 2 triệu. Đây này. 1, 2, đây. 3, 4. Mày nhìn tiền tao thèm chưa? Đây. Thèm luôn. Ông nào ăn ngày ba mán. Bốc cắt đi này. Ngày ba mán bốc. Luôn. Cắt đi đâu mình không. Đây. Làm gì mà gớm thế. Ông vài đông bạc cứ đánh đẹp đánh chơi đàng hoàng cứ bịp bợm thì được thế thôi. Ai bịp ông bỏ rồi rốt thì ông ba chết thì đây à cân bốn cân à bốn cân là 4 triệu đúng không? Đúng rồi, 5 điểm bỏ ba nước bài gì ba quán bằng mắt ba năm nay cũng bỏ năm nó cũng không tính tội này chín luôn đầu tiên đã chín rồi từ 1, 2, 3, 4 đấy đánh cái này nó cũng đúng đúng ông này nói cũng đúng thật chứ bây giờ đưa tiền lẻ mà đếm thì lúc nào xong đưa cái này bỏ gà 4 triệu tiền lẻ chết mà tiền ông đóng gà chưa mà ông tôi đóng đầu tiên vội nên làm cái gì mà tôi đóng người tiên người ạ làm cái 2 triệu đỡ con gà đóng bốc cái này tí là lỡ ông gì đóng tiền chơi nhỉ xin vợ được mấy chục triệu đi đánh tiền thôi không có vợ con nào đấy hết chắc xin vợ ơi vợ đã trẻ mồm đi còn trước nghe nói rồi xin vợ mà vợ nó cho đánh là được rồi chứ còn bỏ chung thôi dưới ông ăn đi đây này nha 2 điểm không đánh à đâu làm sao phải buồn thằng nào cần thêm 2 triệu đấy này như nào bỏ rồi thì sao được không vào? 5-7 này ngu gì mà vào 2 điểm đi luôn đi cũng được nữa sợ gì 5-6-7 nhỉ 2 triệu rưỡi này 4 triệu này xong một con gà này các ông lo gà các ông nhìn nhà tôi là xong rồi đấy đây tôi lo gà đây tôi gà đây 1-2 còn nhà nào nữa đây còn nhà này nữa nhà nào nữa đây được chưa được rồi chơi đi tôi con gà khỏe là hơi bị sự tự giác đấy ông nào trong con đấy đấy nó phải như thế cơ tôi đánh đúng không bốn là cân đúng không bốn là cân à thêm 1, 2, 3, 4 bỏ đợi bỏ bỏ luôn 6 đèn xì ôi giời ơi 9 không ai theo 9 điểm mình lớn nhất 3 này còn 3 hay 4 này đây 6 này bốc cái đỏ ngay đầu cánh nhận thêm 4 1, triệu ai hôm nay em vào nữa 3 4 7 điểm sau có điểm thì lên luôn chờ ai nữa 2 nhà này 7 điểm sau cánh chạy hết này 1 triệu này 2 triệu này đủ gà này yêu thương mong người gái này đây 2 triệu mình nhận 2 triệu ạ đây 2 triệu đòi lại ngay không chết đòi luôn đi đòi đi phát trước không đòi trái bắt thích đòi luôn được đây rồi có tiệm không đây rồi đây rồi đây rồi đánh đi cần rồi 4 triệu cần đánh đi ông này đi mẹ đèn ấy có ông cần 5 nước đèn ấy 4 triệu làm luôn đi chứ đỡ về chờ ai nữa 4 thêm 4 ông ngửa hoặc là thêm bao nhiêu thêm ông cái thêm 4 à 4 7 điểm bỏ 7 điểm bỏ sớm đấy 6 điểm à tôi 6 à 8 caro to lắm liên tục ăn liên tục ấy ăn đi cái tầng 8 tầng 9 để tôi lấy cái thôi ông ấy vơ cả ông này 2 triệu này 3 triệu 4 triệu này để tôi tự vơ được tay tôi đã cụt đâu rồi không đây
gấm về. Ông đưa đánh đi. Ba chân là 8, 1 điểm chạy. 2 nhỉ? 2 còn 2. Chuyên vấn này rồi chết rồi. Hai con gì? 2 còn 2. 4 triệu cân. Rồi. Lão á, lắm. Đấy. Sợ thế nhỉ? Quên không lấy cái đó. Đánh cho ông thắng rồi đấy. Đủ chưa? Còn nhà nào nữa? Đây còn nhà này nữa, từ từ nó xếp tiền đã. 2 triệu. 1 triệu rưỡi 2 triệu này. 2 triệu nha. Đánh đi. Ai cúp được cúp, không cúp được cái chưa? 2 triệu. Chia đi. 2 triệu nhận 2 triệu. Thêm triệu nữa thì được 3 triệu đi. Thêm triệu nữa. Đây. Tên ở dưới đi. Đây, đây đúng rồi, chia đi. Chia từ ông nhá. Ông này được 2 triệu cái mà cứ cuống lên. Lên. Được ăn ván mà cứ ngập. Tôi à, tôi đánh luôn à? Ông đánh luôn. Ông cứ chia lẫn lẫn như này khó hiểu thật. Đánh đi. 1, 2, 3, 4. Đâu? Bỏ. 1, 2, 3, 4. Còn lại 4, còn 2, 3. Ông kia kìa. 5, 6, 7 bỏ. Tiền thật với tiền giả. 6, 7, 8 bỏ. 6, 7, 8 ông tha cho bọn tôi đấy. Mấy là cân? Mấy thêm? Thêm mấy? 4 triệu cân. 1, 2, 3, 4. Đủ 4 này. 1, 2, 3, 4. Lại thêm lại 4. Cân là cân. Cân rồi. Cân thì ngửa thôi. 8. 8 rồi. 2, 4, 4. 9 cano đây này. Chết lắm, 9 đỏ thế. Hả? Đỏ. Đỏ cái gì? Từ từ sao ông có để tiền bài cùng lộn vào trong tiền đây. Anh lấy nghìn nào của ông. 500 nghìn đây đây. Sao thế? Ui, nhà tôi 1 triệu này. Tiền hồ à? Tiền hồ, lấy tiền hồ của tôi. Cắt 500 tiền hồ luôn. Ăn được mà. Đây, ăn nhiều. Một cái đi. Đâu, 3 nào. 1, 2, 2 triệu thôi. 3, 2 ông chưa vào việc luôn à? Sợ nhỉ? Vào việc luôn đi, còn 3 triệu đấy. Rất khó. Đúng rồi. Mấy triệu cân? 4. 4 triệu cân à? 1, 2, 3, 4 triệu cân này. 1, 2, 3, 4. Thêm 5 triệu. Ông ấy nước, tôi thì bỏ rồi. 9. 9 chết. 9 thiếu còn 5. 9 ăn đi. 3 điểm còn. 9, 9. Thêm mấy, thêm mấy? 9, 5. Phải thêm 5 à? 9 mà có bỏ. Ông 6 điểm bài. Ờ, ăn đi. 2 điểm bài thêm 5 triệu 9 điểm ông. Đây này, 6 điểm là vừa đọc 9 điểm nhưng mà 6 điểm ăn tôi rồi. Tôi có 3 nữa thôi. Ăn cái gì? Ăn mát 1 triệu 2 triệu đấy. Tôi cứ bỏ gà đấy. Ông này, tôi này. Ông này nói cho ông này thua. Chế ông 3 nước đấy. Xem bài hôm nay rồi, hồ thế là sướng. Hoặc là... đủ gà chưa? Đấy. Bốc cái đây, sâu sâu tí này. Ẩm 1 triệu này. 2 triệu đây. Ẩm. Ông chia phần này thôi. Chia phần đấy thì ông phải bỏ gà vào tôi mới chia. Từ bốc cái bỏ vào sau đi. Bỏ gà vào đi. Đây. Như này là bỏ gà đúng không? Không có gà thì đấy. Không ai chia cho ông đâu. Nhà này có đánh không? Làm 3 triệu. Đánh không? Ok. Tôi lên bài cái gì? Bố khôn vừa. Bố đánh đi. Đấy, khôn cân ăn đi. Mấy điểm? Không, không điểm thì úp vào lóc cơ. Sao lại ngửa bài này, lộ bài. Cân. Lộ ra. Một cân rồi đấy. Một cân à? Một nhà cân. Nhà này mà đánh là chết đấy, nha. À, đánh như này, đánh gì? Có nên đánh thì sao đánh cân à? Cân là 4 à, đúng không? 1, 2, 3, 4, số này áo đánh 4 thêm 4, 1, 2, 3, 4. Tôi cái 4 đấy. Triệu cân đúng không? Bắt đầu có người bỏ tiền lẻ vào rồi. Rồi, ai để ý đúng. 4 triệu cân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thêm 5 triệu. Tôi 9 triệu cân à? 9 triệu. 9 triệu cân. Tôi bỏ 8 cái gờ đó bỏ. 8 là thì lượn sớm rồi. Đây 8 có tí rô đấy, con nên đánh cho rô xem có đánh thêm 5 triệu bỏ 5 triệu là cân. 2 triệu. 3 4 5. 5 triệu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
thêm hai cái thêm 50 tẩy nữa. 50 tẩy 10 triệu. 50 tẩy 10 triệu không? Gà 2 triệu, thêm 50 gà. Bây giờ vào thế rồi cũng phải cần thôi. Chưa biết điện. Chưa. Biết được ai ăn này. Tôi chín con tinh rô nhỏ nhỏ thôi. Tôi chọn đằng kia. Sao ông chọn này? Chịu. Người thôi. Vẫn chưa chọn, điểm. Chọn cái gì vậy? Thôi người đi. Kiểu gì chán mà đã liêng rồi. Đấy, hàng tí thôi. Đấy, đấy ăn đi. Lấy hàng tí thôi nhá. Mày đấy. Không có tao thua chứ còn 3-4-5 ngay được. Này. Đó là cái gì? Một đống tiền thì ngập liền. Mất tầm 30 ấy. Mấy tôi bỏ từ vòng đầu nhỉ. Trên 8 điểm thì không này. Mà chân trống 3 triệu, 4 triệu, 4 triệu, 4 triệu đấy. 8 điểm đồng, không chân trống 8 điểm ca khơ. Ông ăn xong rồi về. Đấy đâu ra mà gỡ. Hai rô đã giết rồi. Đây. Luôn này. Luôn này. Đánh luôn này. 8 điểm ca khơ. Cũng ăn hơn chục. Bây giờ không có điểm rồi, phải căng ấy. Mà gỡ thôi. Gỡ thôi. Ơ kìa, nhà kia đánh đi. Đánh gỡ lại đứng trước kìa. 3, 4 triệu. Lấy bỏ. Tiếp tục thêm 5 triệu. Lấy bỏ. Bỏ thì úp còn 5. 5 hay không bỏ đây sao? 5 mấy? 5 hay 6 hay 7 gì cho ông liêng gì mà không đánh thì úp còn nọc. Thêm mấy, thêm mấy? Thêm 5 triệu đây. Cái thêm 5 à? Hôm nay là không mà đánh nghe lên là chán này. Thôi chắc cú bỏ. Chắc thì rõ ràng là bỏ rồi. Có gì nữa. 1 triệu, 2 triệu. Coi không bỏ gà, đủ gà đi. 1 triệu rưỡi này, 2 triệu này. Đủ gà chứ. 5, 6, 7, 8, 9. Ui, vừa tròn 10 triệu. À, 2 triệu. 10 tờ, 10 tờ. Còn một nhà thiếu gà nhá. Nhắc trước nhá. Đấy, bình tĩnh không, bình tĩnh như nào. Ok, sao lại bỏ tiền lẻ ra? Tiền lẻ ra, tiền chẵn không quan trọng. Đây này, 2 triệu của tôi này. Đây. Tôi có cái nào. Tôi gẩm 2 triệu này, 1 triệu, 2 triệu này. Nhà kia gẩm gà thôi cái. Nhà kia gẩm gì đâu, làm sao phải kiếm. Không phải kiếm. Đây, 2 kiếm gà thôi cái, cho nó đầy đủ. 8 triệu. Đây, đây đúng rồi, 10 triệu. Mình 4 ngàn. Cái ông tiền lẻ như kiếm thôi, chứ còn anh em mình tiền chẵn cái 4 tờ là đủ. Một gà nó có cái gì đâu. Ui ông đóng tiền lẻ, ông cứ nói người khác. Tiền lẻ nó cất ra ngoài, ông kia bắt cất ra ngoài rồi. Ông kia tự nhiên lại đưa vào. Tiền nào chả là tiền. Đúng rồi, tiền nào chả là tiền. Nhưng mà ý là bốn đi. À, thêm mẹ. Ôi thêm tiền. Cân à? Mấy gà. 10. Nuôi ít gà thôi. 4 thêm 6. Ui giời. 10 mấy cân à? 10 triệu mấy cân. Đấy, hôm nay tôi bắt mình đánh chồng. 4, 5, 6, 7, 9, 10 này. 1, 2, 3, 4, 5, thêm 5. Đấy. Đấy, ông kia đấy có ai gọi kìa. Bỏ đèn đấy. Cái gì? 3 năm à? Được 3, 4, 5. Mấy điểm? Em thêm bao nhiêu? 3, 4, 5 mà cho nấp người. 10 triệu, tổng 16 triệu. Ông kia. Tôi thêm 5 triệu. Thế thì chịu chết. 9 điểm, 9 điểm. Ok, đó tao với ông đấy. 9 điểm 2 vòng là vứt 5 triệu cân. 5 triệu à? Thêm như thế. 5 triệu cân. Thêm 15. Sắp. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, thêm 15 triệu. 15 triệu á? Ừ. Còn tôi với ông đánh cho thoải mái, ông cứ đánh đi. Hai nhà này là bắt bằng này, 15 này. Bây giờ bài yếu thì bắt làm sao được. Bây giờ xem bài đã. Yếu ông bảo người ta đánh cho căng. Hai người ông khôn đấy. Bọn này bỏ hết rồi. Bỏ hết thì mình điểm thôi. Bỏ hết thì đùa yếu cái đùa đi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thêm 20 không ạ? Thêm gì nữa? Thêm 20. 1, ông đủ bản lĩnh cân không nữa chứ còn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 này. Thêm lại 1. Thêm nốt tay đi. Ông nốt tay nó đi. 5, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 triệu. Ok, tôi không cần đếm nhá.
Để đây. Cho mượn 500 là... Ông cứ đếm đi 500. Xong rồi được thua là nhằng tôi phải giả lại giúp đầu lắm. Cứ đếm đi. Cho mượn 500 đánh mấy thừa 15 triệu ra. 15 triệu tiền. 6, 7, 8, 9, về đưa tôi. 10, cứ đếm đi cho phẳng. 12, giúp thua rồi tôi bỏ ra 50 triệu đấy. Tôi ăn vào chợ nào. Cái này là bằng đúng không? Đúng rồi. Đây như bài này bằng do ông gọi là bằng theo kiểu là hữu nghị thôi chứ còn đánh được nữa tôi vẫn đánh ông hết tiền tôi hết tiền còn tôi đánh tắt còn điện thoại còn vòng vàng nữa gì được chưa rồi đi bây giờ đây cũng lấy hiện vật bao nhiêu cũng đánh tiếng này nhá ta xì họ ăn chắc tiền gì nữa ông cứ vào đi từ đấy ông không hết tiền làm gì đấy bài tôi chưa coi ông để lên đấy tiền ông không còn đồng nào đâu đấy, còn 200.000 đây đấy lên đấy quy ca vừa đây nhanh gì còn ba thằng cấp 6 này, ba thằng cấp 2 này, đây. Thế mình mất ngay 500 đồng này rồi. Đang định đánh thêm đấy. Để không lấy thêm đấy. Đang định đuổi lại đấy. Lấy thêm còn thì tiền mua. Còn tiền đuổi đấy. Đi ăn. Ba thằng 6 này. Cái đây. Đây, có tiền về. Chứ hết tiền nhà, hết tiền thì đánh gì nữa. Đánh chiêu đấy. Đánh ai? Thế á? Như tôi đấy, còn này ngượng đi. Trong cái đoạn clip vừa rồi tôi đã sử dụng con máy đánh bài iPhone 13 Pro Max này. Thì không nói để anh em biết đây là cái dòng điện thoại đánh bài cao cấp nhất bây giờ các bạn. Nếu như mà các bạn không tin thì có thể là tôi sẽ test cho các bạn thấy đây. Cái độ cao cấp của nó là như thế nào. Trước hết là tôi sẽ vào cái mã riêng của nó đó. Đấy. Ok. Máy nó có cấu hình nó rất là đẹp. Giống như là cái con máy bình thường này. Các bạn nhìn thật kỹ đây. Đây. Nhìn ở ngoài nó y chang như con máy iPhone bình thường. Đúng không? Bây giờ mình vào cái trò chơi đi. Ví dụ như đánh liêng nhé, mình chọn số người chơi là 6 người chẳng hạn này. Đấy. Và ấn vào cái chế độ. Đây này, đây có cái chế độ tai nghe này. Nhưng mình không sử dụng tai nghe. Bây giờ thử thì mình sẽ để ở chế độ loa ngoài. Để mọi người cùng nghe xem là cái máy này nó báo nhanh đến mức độ nào. Nó rộng, quét rộng như thế nào nhá. Đây, mình đặt máy xuống đây này. Mình sẽ để ở cái chế độ sáng màn hình. Nếu như vào trong một cuộc chơi ấy, mọi người sẽ ấn tối như này này. Giống như cái điện thoại bình thường như này. Nhưng mà bây giờ đang test thử thì mình sẽ đổi chế độ này, chế độ sáng màn hình này cho mọi người nhìn thấy là máy nó báo nhanh đến mức độ nào và góc quét nó rộng ra làm sao. Bài là trộn xanh chín như này này, thì khi mà cái trộn xong đặt xuống này báo luôn nhá, đặt xuống là báo luôn, chưa rút tay báo này, các bạn thấy báo rất là nhanh này, nhìn này, đấy báo luôn một này, cái thứ nhất là báo rất là nhanh, cái thứ hai này báo rất là rộng này, các bạn đặt sang bên này nó vẫn báo này, đấy hoặc là đặt sang bên này này nó đều báo này. Đấy, cho nên là cái góc quét của cái máy này nó rất là rộng. Móc góc quét này rộng để mà vào trong một cuộc chơi các bạn không cần phải để ngay ngắn và đúng cái chỗ quy định, mà là các bạn ví dụ để như này cũng ok. Đấy, vẫn là báo. Đấy, hai này. Mình chọn này. Này, để dọc này. Máy cũng báo này. Đấy, máy báo hai này. Thì mình chỉ cần bốc hai cây ra. Một, hai cây ra. Chế độ chơi đây là 6 người chơi này. Tôi đang để chế độ chơi 6 người này. Số người chơi là 6 người này, lượt chơi là 68 này. Đấy. Thường thường đánh thì mình sẽ để màn hình tối như này. Bắt đầu mình chia 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Bài mình là bài đẹp nhất. Chắc chắn 100% nó là như vậy. Bài mình là 8 quy rô. Chắc chắn luôn, không thể cãi đi đâu được. Đấy. Chắc chắn chưa, chuẩn chưa. Về cái chế độ báo của nó thì riêng máy đánh bài mà đánh 3 cây với liêng thì nó là tuyệt đối. Bài mình lúc nào cũng là cao điểm nhất. Còn trong đánh phỏng với đánh sâm thì bài mình là bài đẹp nhất. Còn đến vấn đề để nhiều anh em hỏi là đánh phỏng với đánh sâm thì có tuyệt đối hay không? Tuyệt đối cái đấy mình không thể nói trước được, bởi vì làm sao? Bởi vì nó còn phụ thuộc vào người đánh nữa. Nhưng mà ví dụ đánh phỏng, đánh sâm ấy thì bài mình lúc nào có phỏng, còn đánh sâm thì bài mình lúc nào đẹp nhất. Nhưng riêng về đánh ba cây với lại là liêng thì nó là tuyệt đối, bởi vì sao? Bởi vì nó cứ báo là bài mình chuẩn, bài mình là lúc nào cũng là cao điểm nhất. Đây này, đặt ra này. Đấy. Máy báo ba này, rất nhanh này. Màn hình tối này như đánh bình thường này. Đặt số này. Đấy, 3 mình bốc 3 cây ra này. 1 2 3. Ok. 6 nhà. 1 2 3 4 5 6. Bây giờ có thử một ván hay thử 100 ván thì bài mình vẫn là bài cao nhất. Chắc chắn 100% nó là như vậy. Đấy, chuẩn chưa? Không thể lệch đi đâu được. Riêng về cái máy này thì nó là tuyệt đối. Ông nào đánh dùng cái này thì là cầm quyền sinh quyền sát trong tay, lúc nào muốn bài mình cao thì làm theo máy báo sao thì mình làm vậy. Còn lúc nào mình muốn đánh xanh chín thì mình cứ làm xanh chín thôi. Ví dụ như này, mình cảm thấy là mình thắng nhiều quá mà sợ người ta nghi ngờ thì đặt bài xuống như này, đúng không? Ví dụ máy nó báo 5 thì mình cứ bốc bình thường như này này, đấy, bốc như vậy thì nó là xanh chín.
có thể là mình thắng hoặc mình thua. Nhưng mà riêng nếu như làm theo máy báo như nào mình làm như vậy thì là nó là tuyệt đối. Đây. Đấy, đặt xuống báo luôn này. Rất là nhanh. Này, tốc độ. Tốc độ hơn Erling Haaland luôn. 5 1 2 3 4 5. Ok. 1 2 3 4 5 6. 9 9 10 rô. Tuyệt đối luôn. Đấy, 9 10 rô lại gặp cái thằng này nữa thì thôi đấy nhá. 10 rô hoặc là ca cơ gì đều thắng cái này hết. Gặp này như là ok rồi đúng không? Còn cái việc mà tăng giảm người chơi, ví dụ như các ông đang chơi 6 người này, nó có một thằng hết tiền nó nghỉ đi thì các bạn chỉ cần ấn vào đây này. Đấy, trở thành 5 người này. 4. Đấy. 3. Đấy. Thích bao nhiêu người cũng được. Đấy là về cái dòng máy iPhone 13 Pro Max mới ra này. Thì anh em nào cần tư vấn cụ thể hơn thì anh em có thể là gọi vào số điện thoại ở trên màn hình nhé.